quận Quan Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn 4 phường là Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý. Theo đó, lực lượng y tế quận với sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên đã tiến hành lấy mẫu cho 3.161 người. Đây là những cá nhân đại diện cho từng hộ gia đình chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2, đáp ứng các tiêu chuẩn là chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình, người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong hộ gia đình, người trên 18 tuổi đảm bảo sức khỏe để lấy mẫu tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm tập trung. Loại mẫu xét nghiệm là mẫu gộp 10, qua xét nghiệm nhằm tiếp tục sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, cách ly, dập dịch kịp thời, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch, không để COVID-19 lây lan trên địa bàn.